các nghi can bắn hai lao công bị bắt. Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, cùng đồng phạm bị bắt sau một ngày dùng súng, chưa xác định thể loại, bắn hai nữ lao công nhiều phát vào chân để trả thù. Hai nam thanh niên bắn nữ lao công bị bắt, sáng ngày 6 tháng 10. Sáng ngày 6 tháng 10, Nguyễn Đức Nga và Trần Viết Đông, 24 tuổi, cùng quê Quảng Nam, bị công an tỉnh Quảng Ngãi bắt để điều tra hành vi bắn chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu, hai nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi. Hai nghi can bị bắt khi đang chạy trốn bằng xe máy lên huyện miền núi Ba Tơ, cách địa điểm gây án khoảng 70 km. Họ chưa có tiền án. Tiền sự, không nghiện ma túy nhưng nghiện game. Khai với cảnh sát, hai thanh niên thừa nhận 10 ngày trước có đi gần xe cá viên chiên và xe chở rác của chị Lưu, bóp còi inh ỏi. Bị chị lao công nhắc nhở, đừng đi gần xe rác, dễ gây tai nạn, họ tức tối tìm trả thù. Theo điều tra, rạng sáng hôm qua, chị Khải và Lưu quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, thì Nga và Đông chạy xe máy dừng lại chửi mắng, nói, hôm bữa mày nói cái gì? Một giờ sau, chúng đợi hai nữ lao công đi đến đoạn đường vắng, đánh và dùng súng bắn chị Khải ba phát vào chân, chị Lưu một phát đạn vào đùi. Hai nạn nhân được công ty và người dân đưa vào bệnh viện Phúc Hưng. Hiện, sức khỏe của hai chị đã ổn định. Chị Khải và chị Lưu ngồi bên vỉa hè sau khi bị tấn công. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10, chị Khải và Lưu, nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, thì hai thanh niên chạy xe máy tới. Họ xuống xe, chửi mắng chị Khải, hôm bữa mày nói cái gì, trong đó có người đeo kính cận, nói giọng Quảng Nam. Chị Lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh. Ngay sau đó một người rút súng bắn hai lao công nhiều phát. Chị Lưu bị một phát đạn vào đùi, chị Khải bị ba phát đạn vào chân. Tiếng súng đánh thức một số người dân sống gần đó, nhưng khi họ đến hiện trường thì nhóm gây án đã bỏ đi. Hai nạn nhân được công ty và người dân đưa vào bệnh viện Phúc Hưng. Kết quả chụp phim cho thấy chị Khải bị ba viên đạn vào người, chị Lưu bị một viên đạn. Ngoài ra, công an còn tìm thấy hai viên đạn ở hiện trường. Khai với cơ quan điều tra, chị Khải cho biết, khoảng 10 ngày trước hai thanh niên này đi sau xe cá viên chiên ở đoạn đông người, bóp còi inh ỏi. Họ bị nhiều người đi đường mắng, còn chị Lưu đẩy xe rác ở gần đấy có nhắc nhở đừng đi gần xe rác, dễ gây tai nạn. Hai thanh niên lúc đó lớn tiếng đe dọa nhưng chị Khải nghĩ chuyện không có gì. Đến rạng sáng nay, khi chị đang làm việc thì họ tìm đến tấn công. Hai nạn nhân đang được điều trị tại khoa ngoại bệnh viện, không ảnh hưởng đến tính mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.